Thưa quý vị và các bạn, xác định tuyên truyền dân động là nhiệm vụ then chốt. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyền Tiểu Cần đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường ở các cơ sở hội. Cụ thể là xây dựng mô hình dân trận khéo, tuyến đường qua liên ấp, sóc tre, bà ép, ô ép, xã Phú Cần, theo đúng tinh thần chỉ thị số 15 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ban thường vụ tỉnh quỹ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường các đô thị, khu dân cư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Gắn giới thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Thông qua đây, quy động sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ và người dân chúng ta giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường tại khu dân cư và nhiều tuyến đường trên địa bàn quyền chuyên đề quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo do đài phát thanh và truyền hình trà vinh phối hợp cùng ban dân vận tỉnh quỹ trà vinh thực hiện kỳ này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự tiểu cần lan tỏa phong trào dân vận khéo để mô hình được thực hiện hiệu quả và mang tính bền vững hội liên hiệp phụ nữ quyền tiểu cần xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai từ quyện đến các cơ sở hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho cán bộ hội hội chi phụ nữ nhận thức được nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch là yêu cầu thiết thực, phù hợp và có mối liên hệ gắn kết với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn quyện. Xác định tiên truyền vận động là nhiệm vụ then chốt trong phong trào dân vận khéo. Hội Liên hiệp Phụ nữ quyện luôn chú trọng lòng ghép tiên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường ở các cơ sở hội. Thông qua đó, hội viên phụ nữ nhanh chóng nắm bắt được tiêu chí, ý nghĩa của cuộc vận động theo tinh thần chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là thực hiện tiêu chí số 17 bảo vệ môi trường và hưởng ứng các hoạt động gắn giới đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình năm ba sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Trong đó tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó để thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền đã triển khai phát động mô hình chi hội ba sạch nhằm nâng cao ý thức của cán bộ hội chi phụ nữ thông qua những việc làm gần gũi, gắn bó với đời sống của mình. Đồng thời, Quyện xây dựng kế hoạch về việc triển khai xây dựng mô hình tuyến đường qua ở 100% hội cơ sở trên địa bàn quyền. Qua đó, hàng năm, hội cơ sở đăng ký với cấp quỹ chính quyền thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Như thực hiện mô hình ngõ sạch đèn sáng, trồng qua kiển, tạo trang mỹ quan, các tuyến đường, hung vốn xây dựng hố xí, mua bảo hiểm y tế, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa để vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện ba sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Phát huy năng lực và vai trò của hội liên hiệp phụ nữ từ quyền đến cơ sở và chi tổ hội về chủ động tham gia cùng các cấp chính quyền đoàn thể thực hiện thành công xây dựng khu dân cư văn hóa nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bà Lê Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiểu Cần cho biết, bước đầu khi mới thực hiện mô hình chân trận khéo vào năm 2019, hàng tuần tập thể cán bộ hội kết hợp cùng với địa phương các áp tổ chức ra quân đồng loạt để làm cỏ trồng qua dọn dẹp cảnh quan môi trường. Tuyến đường qua liên áp bà ép Sóc Tre, OS, xã Phú Cần với chiều dài 2.000 m dân trọng mạnh thường quân hỗ trợ được 16,5 triệu đồng mua qua kiển và trồng được 2.790 cây, trong đó có 300 cây hoàng yến, 2.000 cây dừa cạn, 400 cây trăm ổi, 90 cây bông trang, 50 cây bông giấy và một số cây chuối kiển, qua 10 giờ, qua chiều tím, qua cúc. song song đó, quyền hội dân trọng cán bộ hội viên phụ nữ và người dân địa phương trồng các loại cây qua, cây kiển, hàng rào cây xanh trước nhà để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đường thông hè thoáng. Đến nay, tuyến đường qua đang trổ qua tư sắc, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch, khang trang, góp phần cùng quyền thực hiện đạt chính trên chín tiêu chí xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. Về cái thực hiện cái mô hình dân vận khéo thì hội liên hiệp phụ nữ là chọn 3 ấp là ấp Sóc Tre, à, bà ép và os chiều dài là hai m thì à, sau đó thì hội liên hiệp phụ nữ huyện cũng xuống trao đổi với đảng quỹ quỹ ban dân xã phú cần đồng thời cũng trao đổi với địa phương là cấp quỹ với chính quyền địa phương ba ấp và đặc biệt là hội phụ nữ của ba ấp để vận à, động nhân dân thực hiện cái à, tuyến đường này thì nhìn chung thì đối với lãnh đạo đảng quỹ quỹ ban và địa phương à, rất là ủng hộ giúp đỡ hội liên hiệp phụ nữ và người dân cũng đồng tình ủng hộ trong cái quá trình thực hiện cái mô hình dân vận khéo của hội phụ nữ huyện phát động. Quyền hội luôn xác định nhiệm vụ tuyên truyền, dân trọng hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, chung tay bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ thị số 15 của ban thường vụ tỉnh ủy và cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch để mạnh các hoạt động tuyên truyền, dân động hội viên và nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh, theo phương châm sạch nhà, sạch giường, sạch đường. Phân công các chi hội duy trì tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải. Thì hàng tuần thì tôi cũng vận động chị em phụ nữ là tại vì phụ nữ mình có tuyến đường qua à, của riêng phụ nữ thì tôi cũng vận động chị em hàng tuần đặng ra dọn dẹp đặng cho sạch cảnh quan môi trường tại vì à, cái à, xã mình là giờ xã nông thôn mới rồi thành thử chị em cũng tích cực tham gia mình vận động người dọn cảnh quan môi trường rồi hàng tuần chị em ra thấy bông những bông hoa nào mà đã mất đi á thì chị em tự nhổ để lại kiếm chồng cho nó đẹp đừng quá sớm làm trong năm qua quyền tổ chức được gần 1.800 cuộc tiên truyền có hơn 61.200 lượt cán bộ hội viên quần chúng tham dự quyền chỉ đạo 100% cơ sở hội đăng ký với cấp ủy chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh Kết quả, cơ sở hội đã đăng ký 11 mô hình phù hợp với từng địa phương như mô hình ngõ sạch đèn sáng, trồng qua kiển, hàng rào xanh trước nhà và dọc theo các tuyến lộ giao thông. Thực hiện tuyến đường qua tạo giải mỹ quan hai bên đường giao thông, tuyến đường xanh sạch đẹp, đồng thời vận động hơn 12.320 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia thực hiện các mô hình công trình phần diệt trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Từ ngày chỉ thị 15 ra đời thì chính quyền địa phương các cấp là có phát động là tất cả mọi người dân đều tham gia để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Thì trong gia đình tôi thì cũng có tham gia mà tham gia thì nói chung là tham gia cả gia đình rồi cả cái tiếng lộ đường tiến qua này để làm sao cho cái môi trường nó trong lành thì gia đình tôi cũng có trồng cái cây xanh để làm cái hàng rào sinh thái rồi cắt tỉa rồi dọn dẹp theo cái tuyến đường qua từ ba ấp là sóc tre bảy ấp os thì nói chung là bà con ở ba ấp này đều phải nói là từ cái chỉ thị 15 ra đời là bà con đều đồng tình ủng hộ thực hiện ra là rất tốt cho nên đến thời điểm này thì thấy cái môi trường có ba ấp này thì phải nói là nó thông thoáng từ khi mô hình chân trận khéo, tuyến đường qua liên áp Sóc Tre, Bà ép Ô xã Phú Cần được triển khai thực hiện, đã làm thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân về việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch. Cụ thể, có nhiều hộ gia đình tự nguyện tham gia trồng qua và chăm sóc qua trước nhà, xây dựng hàng rào sinh thái bằng cây xanh dọc theo tuyến đường qua liên áp, tưới nước và làm cỏ, thu gom rác làm cho hai bên tuyến đường sạch đẹp. Để mô hình được thực hiện có hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền duy trì phối hợp cùng ba nhân dân các ấp trên địa bàn chăm sóc tưới qua và trồng dặm những chỗ cây qua bị héo. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho hội viên phụ nữ về nội dung thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch. Đồng thời thành lập các câu lạc bộ năm không ba sạch, câu lạc bộ ba sạch, phụ nữ Khmer và bảo vệ môi trường, tuyến đường ngõ sạch đèn sáng. Tính đến nay, tiểu cần có hơn 11.000 hộ hội viên đạt tiêu chí năm không ba sạch đạt trên 88,8% so với hộ hộ chiên hiện có, và hơn 22.400 hộ đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần tăng tỷ lệ hộ chân đạt tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn quyền. Hiện nay, mô hình dân dân khéo tuyến đường qua liên ấp Sóc Tre, bà Ép, ô xã Phú Cần, mang lại hiệu quả rất khả quan và được sự đồng tình hưởng ứng của chi bộ, bà nhân dân các ấp, cũng như của cán bộ, hội chiên phụ nữ, người dân trên địa bàn. Chi bộ cũng có chỉ đạo cho các ngành đặc biệt là cái chi hội phụ nữ ấp á vận động chị em và con mình thì ra quân thường xuyên là vệ sinh cái cảnh quan môi trường trồng hoa rồi vận động nhà nhà từng người á từng hộ dân ta ý thức được ta không dứt rác bừa bãi cùng chung cho với địa phương với chính quyền địa phương để làm cái cái tuyến đường cho nó đẹp theo thực hiện đúng theo tinh thần chỉ thị 15 bên cạnh đó thì không phải mà mình là, là tiên tiền tiên tiền thiệt nhưng mà không phải là đích thân những cán bộ ra làm không đâu mà tất cả người dân đều tham gia góp phần cho cái cái đường xá xanh sạch đẹp. Thì nhằm phát huy cái hiệu quả cái phong trào dân vận khéo uh, trong công tác uh, xây dựng uh, nông thôn mới uh, và cũng như thực hiện tốt cái chỉ thị 15 của ban thường vụ tỉnh ủy thì uh, uh, gắn với cái nhất là bảo vệ môi trường uh, và gắn với cái uh, hưởng ứng cái uh, cuộc vận động, động uh, xây dựng gia đình năm không ba sạch vừa uh, do Trung ương Hội Việt Nam uh, Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động thì hội liên hiệp phụ nữ xã có xây dựng cái kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cái mô hình dân vận khéo đó là tiếng đường qua của ba ấp OS và ép, Sóc Tre thì từ khi triển khai cái mô hình dân vận khéo cái tiến đường qua thì từ cán bộ hội viên phụ nữ cũng như hội dân thì đều tích cực hưởng ứng tham gia Hội hàng tuần hội liên hiệp phụ nữ xã cũng như hội liên hiệp phụ nữ quyện và chi bộ ban dân ba ấp đều tích cực uh, tham gia chăm sóc và trồng thêm bông để góp phần cho tuyến đường qua ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Thực hiện tốt công tác dân vận, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và người dân để mạnh tuyên truyền các tiêu chí của cuộc vận động năm không sạch. Hội liên hiệp phụ nữ quyền đã tác động mạnh đến nhận thức của hội Chiên, giúp hội viên phụ nữ hiểu rõ được từng nội dung gần gũi và thực sự gắn với đời sống hiện tại của chị em nên nhiều hội viên đã đăng ký làm theo. Qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong cách kỹ cách làm của chị em, phát huy vai trò của người phụ nữ trong việc nuôi dạy, chăm sóc con cái, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội trong gia đình, bảo vệ môi trường xanh sạch nơi cư trú và khu vực công cộng. Thực tế, mô hình dân vận khéo tuyến đường qua liên áp Sóc Tre bà FOS xã Phú Cần là một mô hình rất thiết thực phù hợp nên đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các cấp các ngành và cán bộ hội hội chuyên phụ nữ nhân dân trên địa bàn quyền. góp phần trong thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 nghị quyết của đảng bộ quyền về xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020 chung sức cùng xây dựng nông thôn mới của xã nhà thì hội liên hiệp phụ nữ của xã phú cần đó là thực hiện đó là rất nhiều cái mô hình. Đó là trong đó có nổi bật nhất là cái mô hình xây dựng tuyến đường là qua. Đó tuyến đường qua này đó là đã thể hiện được cái cái à, sự chung tay của là chị em hội viên hội phụ nữ. Để thực hiện tốt quá là theo tinh thần chỉ thị số 15 của ban thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh thì Đảng ủy sẽ chỉ đạo là khối nhân dân Đảng ủy phối hợp cùng với là mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội nhất là chỗ hội liên hiệp phụ nữ của xã đó là tiếp tục là thực hiện duy trì tốt cái mô hình tiến đường qua này và đồng thời sẽ nhân rộng ở là các ấp còn lại sẽ chỉ đạo cho là chi hội đó là của phụ nữ của ấp tham mưu cho chỗ chi bộ và ban dân ấp để chọn một tuyến đường mà do chi hội phụ nữ để đảm nhiệm và thực hiện tiếp tục trồng hoa để mô hình tuyến đường qua có sức lan tỏa sâu rộng tới cán bộ hội viên phụ nữ hội liên hiệp phụ nữ quyền tiểu cần chỉ đạo vận động mỗi chi hội phụ nữ ở từng xã lựa chọn trong một đoạn đường có chiều dài ít nhất 500m khu vực đông dân cư sinh sống và nhiều người qua lại để thuận tiện cho việc chăm sóc qua kiển việc làm này không chỉ góp phần hình thành những tuyến đường xanh sạch văn minh mà còn làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường nơi công cộng cái hướng tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ nhân rộng cái mô hình tiếng đường qua này ra đến Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thị trấn để thực hiện. Hiện nay thì mỗi xã thị trấn là cũng có một cái đoạn đường qua, mỗi xã thị trấn thì khoảng 500 mét thì nhìn chung là cũng trên 6.000 mét thì cái hướng tới sẽ nhân rộng cái mô hình tiếng đường qua và đồng thời cái tiếng đường qua của mình thì sẽ bổ sung trồng các loại qua và sẽ nâng chất cái 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 mô hình này lên để góp phần thực hiện cái cuộc vận động của hội liên hiệp phụ nữ trung ương phát động về cái năm không ba sạch và góp phần xây dựng cái nông thôn mới nâng cao rồi thực hiện tốt cái chỉ thị 15 của ban thường vụ tỉnh ủy Bước đầu triển khai thực hiện mô hình chân trận khéo trên địa bàn ba bà ấp, sóc tre, bà ép và OS gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân do một số hội viên phụ nữ và người dân ít quan tâm đến việc thực hiện mô hình, như không dành thời gian trồng qua trước nhà và dọn dẹp cảnh quan môi trường cùng người dân địa phương, và cũng chưa thấy được lợi ích thiết thực của mô hình này, vì họ cho rằng đây là việc của chính quyền địa phương và có hội liên hiệp phụ nữ. Bên cạnh đó, có một số người dân tự ý làm hàng rào, lắp đặt ống nước trước cửa nhà khiến cho qua vừa được trồng mới bị ảnh hưởng, không phát triển được. Thế nên hội phụ nữ và ban nhân dân các áp phải mất nhiều thời gian để trồng dặm một số cây qua bị chết héo. Song song đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội chiên và quân chúng phụ nữ có chiều rộng nhưng thiếu chiều sâu trong việc tham gia thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Còn hạn chế trong quá trình chỉnh trang bộ mặt nông thôn, nâng chất các tiêu chí áp dẫn quá nông thôn bấy, xã nông thôn bấy, huyện nông thôn bấy. Trước thực trạng trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiểu Cần rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để phong trào chân trận khéo của đơn vị tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Cụ thể là các cấp hội từ quyền đến cơ sở sẽ nghiên cứu xây dựng kế hoạch chuyên đề thật cụ thể. Quyền và xã chỉ đạo chi hội có chọn điểm, chọn tiêu chí phù hợp từng nơi và tổ chức phát động cuộc vận động sâu rộng đến từng hộ dân có phân tích rõ ràng về lợi ích thiết thực với đời sống của hội viên người dân địa phương thường xuyên tranh thủ sự hỗ trợ của cấp quỹ đảng của chính quyền các cấp và thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương để tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả đặc biệt phát huy được phong trào thi đua dân trận khéo trong thiên truyền chận trọng và tổ chức thực hiện tổ chức sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân tổ chức thực hiện tốt phong trào có cách làm hay sáng tạo hiệu quả và có sự lan tỏa trong cộng đồng. Nơi nào cấp quỹ chính quyền quan tâm thì nơi đó người dân đồng tình tham gia thực hiện vệ sinh môi trường càng cao. Trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp sẽ gắn kết giữa nghĩa vụ và quyền lợi của phụ nữ, như quan tâm đẩy mạnh chương trình hỗ trợ gia giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, giúp phụ nữ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thoát nghèo, là một trong những cơ sở cơ bản để thực hiện các tiêu chí khác. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyền Tiểu Cần sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của cấp quỹ chính quyền xã Phú Cần cùng chi bộ và ba nhân dân, chi hội phụ nữ các ấp, sóc tre, bà ép, ô ép, tiên truyền dẫn động sâu rộng đến hội chiên phụ nữ và hậu dân cùng tham gia thực hiện, làm cỏ, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc quà để tuyến đường liên ấp ngày càng thêm sáng, thêm sạch. Tăng cường tổ chức tiên truyền, phát động cuộc dẫn động, xây dựng gia đình 503 sạch, để cuộc dẫn động thật sự đi vào chiều sâu làm cho hội viên phụ nữ hiểu rõ ý nghĩa lợi ích của việc tham gia thực hiện các tiêu chí của cuộc dân động. với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền lồng ghép các chương trình thiết thực có thể thấy rằng việc thực hiện phong trào dân vận khéo gắn với công tác bảo vệ môi trường đã được hội liên hiệp phụ nữ quyền tiểu cần triển khai có hiệu quả tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của hội viên phụ nữ và quân chúng nhân dân từ đó góp phần tích cực trong hoạt động người người thi đua, ngành ngành thi đua, tạo bước phá sớm về đích, làm cho trà Vinh xanh, sạch đẹp, an toàn hơn. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương đề quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân trận khéo của đài truyền hình trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân bánh chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở chương đề kỳ sau.